Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đinh Cao Auto nha. Trước mặt quý anh chị và các bạn đây, đó là mẫu xe Outlander phiên bản premium, phiên bản full. Thì hiện tại mẫu xe này đang có mức giá là 950 triệu đồng và chương trình giá bán trong tháng 2 này thì đang được hỗ trợ giảm giá 50% lệ phí trước bạ, và ngoài ra thì được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ xe và kèm nhiều phần quà cũng như là giảm giá đặc biệt khác đến từ đại lý ha quý anh chị. Đây mình cùng điểm qua những cái phần nổi bật của dòng xe này. Đó là hệ thống đèn, đèn LED projector này. Phía dưới sẽ là hệ thống đèn cản cũng được trang bị hệ thống đèn LED nha quý anh chị. Với thiết kế mới vô cùng bắt mắt. Xe được trang bị rất là nhiều hệ thống an toàn. Ở phiên bản này, đó là hệ thống cảnh báo lệch làn đường này. Thống giảm thiểu va chạm trước ha, trên phiên bản full. Và ngoài ra thì phía trước có trang bị hệ thống rửa đèn cũng như là cảm biến trước nha quý anh chị. Rồi, cùng tiến về phần hông xe. Mâm xe được thiết kế mới, rất là đẹp với kích thước là 18 inch. Về phần thân xe thì cái phần babule này cũng được trang bị một cái thanh microdrum chạy dọc từ phần đầu đến đuôi xe ha, nhìn rất là tinh tế. Rồi. Gương hậu thì được trang bị gương chỉnh điện, gập điện cũng như là tích hợp xi nhan cho anh chị. Và ngoài ra trên gương còn có trang bị thêm hệ thống camera 360 nha quý anh chị. Ngoài ra trên phiên bản full này thì xe còn được trang bị thêm, đó là hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như là hỗ trợ chuyển làn đường ha. Xe tự động báo tín hiệu khi mà phát hiện chướng ngại vật nha quý anh chị. Rồi, cùng tiến vào phần nội thất của xe. Thì cửa xe này cũng được trang ốp cái phần da này rất là sang này, được may được những cái đường chỉ nó rất tỉ mỉ luôn. Da và trên đây được trang bị thêm cái phần nhựa giả carbon ha, rất là sắc sảo. Tất cả các kính trên phiên bản Outlander này được điều chỉnh auto ha với anh chị, bấm một chạm thôi. Đây sẽ là hệ thống điều chỉnh gương hậu này đó. Và ngoài ra ở phiên bản Outlander mới này, cái phần ghế tài cũng như là ghế phụ đều được chỉnh điện nha quý anh chị, nó rất là hay luôn. Vô lăng cũng được bọc da này đó. Những cái phần nhựa piano này nó được ốp cũng như là bố trí trên đây, nhìn rất là sắc sảo, xe rất là sang. Trên vô lăng được tích hợp là lại chỉnh số trên vô lăng này đó. Ngoài ra còn trang bị thêm cái tính năng đàm thoại đến tay cũng như là hệ thống cruise control ga tự động ha, rất là tiện lợi cho quý anh chị và các bạn khi mà mình chạy xe ở đường xa cũng như là cao tốc ha. Rồi ở phiên bản full, xe còn được trang bị hệ thống phanh tay điện tử auto hold cũng như là hệ thống sửa ghế này quý chị. Ghế thì ngồi rất là nịnh lưng luôn, là được bọc da bọc từ đầu tới đuôi xe luôn, nhìn rất là sang. Và trên đây sẽ là hệ thống cửa sổ trời của xe trên phiên bản full. Rồi phần hàng ghế 2 thì cũng được may bằng ghế da và có một cái cổng gió ở đây. Ngồi đây còn trang bị thêm hai cổng sạc USB ở phía dưới nha quý anh chị. Quay trong này hơi tối nha. Rồi đây, đây sẽ là mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Thì Trang sẽ quay rõ hơn cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Ở đường ngoài đô thị thì xe chỉ có tiêu thụ 7 lít 22 trên 100 cây. Còn đường trong đô thị sẽ là 10 lít 8 ha. Nó sẽ đường xá nó sẽ chật chội và đi nó sẽ khó hơn, nên mức tiêu hao nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và được kết hợp sẽ là 8 lít 54 nha quý anh chị. Đây là phần đuôi xe. Đó. Phần đuôi xe thì xe đã được trang bị sẵn cảm biến lùi cũng như là hệ thống camera lùi nè quý anh chị. Và còn tích hợp thêm cái tính năng thông minh an toàn trên xe, đó là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang. Đó. Rất là đáng tiền được trang bị trên cái mẫu xe Outlander này. Xe rất là đẹp quý anh chị ơi. Và đặc biệt là đang có hỗ trợ giảm giá cũng như là tặng quà tặng rất là đáng giá. Và quý anh chị và các bạn nào mình đang có nhu cầu mình mua xe cũng như là mình tham khảo cái dòng này thì có thể liên hệ trực tiếp với Cang qua số điện thoại 0981875375 ha. Thì Cang sẽ tư vấn cũng như là báo giá chính xác cũng như là ưu đãi hơn cho quý anh chị và các bạn. Xe hiện tại đang có 5 màu nha quý anh chị, đó là màu trắng này nè, màu đen, màu đỏ, màu xám và màu nâu.
nào quý anh chị và các bạn nào mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp với Cang ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video. Nhớ ủng hộ Cang bằng cách like video cũng như là một lượt đăng ký và nút chuông để mà mình nhận thông báo những video báo giá tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều khi đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.